Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Phong thủy của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Quý vị thân mến, lúc này thì chương trình Phong thủy đang có mặt tại phố Hồng Châu, thành phố Hải Dương, và ngôi nhà mà chúng ta sẽ đến thăm trong chương trình ngày hôm nay là của gia chủ Nguyễn Đình Thắng, sinh năm 1955, và đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay là chuyên gia phong thủy Đỗ Đức Trụ. Vâng, xin chào anh đã tham gia với chương trình của chúng tôi ạ. Xin chào. Sau khi thu thập những thông tin về gia chủ của ngôi nhà thì chuyên gia phong thủy Đỗ Đức Trụ sẽ tiến hành khảo sát về vấn đề phong thủy cùng với những dụng cụ đo đạc của mình. Và trong lúc này thì xin mời quý vị khán giả hãy cùng theo dõi những hình ảnh về ngôi nhà của ông Nguyễn Đình Thắng. Như vậy là công đoạn khảo sát về vấn đề phong thủy cho ngôi nhà của bác Nguyễn Đình Thắng đã được chuyên gia phong thủy tiến hành xong. Xin được hỏi bác Thắng là khi khởi công xây dựng ngôi nhà thì bác có xem xét về vấn đề phong thủy cho ngôi nhà của mình không ạ? Vâng, xin chào các bạn và xin chào khán giả của chương trình VTC. Sau khi xây dựng ngôi nhà năm 1988 thì chúng tôi sinh hoạt tại đây. Và trước khi xây dựng thì chúng tôi cũng có nghiên cứu cái vị trí ở theo cái trực quan của mình. Và có hỏi qua bạn bè thôi. Thì lúc này thì tôi muốn là chuyên gia phong thủy của VTC xuống nghiên cứu và bố trí sắp xếp giúp gia đình. Thế còn về phía chuyên gia thì chuyên gia có nhận định như thế nào về hướng nhà của bác Nguyễn Đình Thắng ạ? Vâng, về cái hướng nhà thì qua quá trình phân kim điểm hướng của hướng nhà cũng như là tuổi của gia chủ thì hướng nhà là 185 độ là hướng chính nam, và tuổi gia chủ là phi cung ly cho nên là hợp rất hợp với gia chủ này. Như vậy là bác Thắng là thuộc về cung ly phải không ạ? Cung ly thì đối với những người cung ly thì với hướng nhà thì thế nào thì sẽ phù hợp hơn ạ? Với những người cung ly như anh Thắng đây thì sẽ có bốn hướng phù hợp với gia chủ là hướng chính bắc, hướng chính nam, hướng chính đông và hướng đông nam. Thưa chuyên gia phong thủy, tôi muốn hỏi chuyên gia về cái bố trí mặt tiền ngôi nhà, kể cả cái vị trí biển quảng cáo của ngôi nhà và cửa ra vào, nó có phù hợp với hướng của tuổi của mạng kim của tôi không? Vâng, về cái hướng cửa ra vào cũng như cái mặt tiền của nhà thì qua quan sát của chúng tôi thì thấy cái thứ nhất này, nhà mình tất cả là 4 tầng nhưng cái cửa của mình thì hơi nhỏ so với tổng thể nhà. Đấy thì cũng giống như cụ nói mà có là cửa vào tức là cái khí khẩu để nuôi dưỡng toàn bộ cái khí trong ngôi nhà. Nhưng mà nhà mình lớn mà cửa nó nhỏ thì cái khí nó vào nuôi nhà không đủ. Đấy là vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là cái biển hiệu nhà mình. Thì biển hiệu nhà mình thì với cái biển hiệu này thì coi là cái kích thước cụ thể chúng tôi sẽ khảo sát sau. Nhưng mà về nguyên tắc của biển hiệu là kích thước nó phải mang tính âm dương. Tức là một cạnh nó phải mang tính dương và một mang tính âm. Thì và cái hai là bố trí hài hòa các cái chữ màu sắc. Thì hiện nay là cái màu sắc của cái biển hiệu thì tôi thấy nó cũng hợp lý về mặt phong thủy. Và cái biển hiệu thì nó chiếm toàn bộ cái cung tốt của anh, cho nên là cũng rất hợp về mặt phong thủy. Theo quan sát của tôi nhận thấy thì trong khuôn viên chính của nhà bác Thắng ấy thì có một cửa chính và một cái cửa sổ cũng khá to. Thì không biết là chuyên gia có một cái đánh giá như nào về việc phân bổ hai cái cửa này không ạ? Vâng, về dưới góc độ phong thủy thì cái cửa sổ thì cái ý nghĩa về mặt phong thủy cũng không nhiều, mà chủ yếu là về công năng sử dụng và đón ánh sáng trời. Chứ còn về phong thủy người ta quan tâm đến cửa ra vào, đó là cái nơi đón khí khẩu. Vậy thì cái sự đón khí khẩu thì nó phải tương ứng với ngôi nhà. Đấy là cái điều mà phong thủy rất quan tâm. Đó. Nhưng mà cái cửa chính là đặt ở cái hướng phía ngay đi vào là bên tay phải như này thì đã hợp lý chưa? Về phân cung điểm hướng thì coi là cái cửa chính thì nằm trong hai cái sơn, gọi là sơn ngọ và sơn đinh. Hai sơn một con thiên và thiên nhân thì về mặt phong thủy là hợp cái theo nguyên tắc phong thủy. Theo chúng tôi thì cái cửa để ở cái vị trí này thì thực tế về mặt coi là cung vị thì nó hợp. Nhưng mà đón khí của dưới góc độ phong thủy thì cái điều nó chưa hợp.
Vậy thì nếu mà có thì coi là gia chủ sẽ chuyển cửa chính giữa, thì chúng ta sẽ đón trọn vẹn cái khí tốt của cái ngôi nhà sẽ, và giải quyết toàn bộ cái vế bên tay trái của nhà sẽ đón được cái vượng khí hơn. Vâng, xin cảm ơn chị giáo. Quý vị vừa được lắng nghe một số thông tin khá thú vị về vấn đề hướng nhà cho ngôi nhà đa năng, vừa phục vụ cho nhu cầu sống của gia chủ, vừa phục vụ cho vấn đề kinh doanh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào tiếp trong ngôi nhà để cùng xem là ngôi nhà đã được bài trí hợp lý hay chưa. Vâng, xin mời ạ. Chỗ này tôi sắp xếp với bàn thờ thần tài để cầu tài cầu lộc. Bây giờ tôi muốn mời chuyên gia xem là tôi bố trí cái vị trí, cái hướng như thế đã phù hợp chưa, thì chuyên gia cho tôi. Vâng, về cái bàn thờ thần tài của gia đình ấy, thì thứ nhất là cái hướng thì đang quay về hướng chính đông thì cũng là hướng tốt của gia chủ. Nhưng còn cái vị trí của bàn thờ thần tài thì hiện nay là theo sự phân kim của chúng tôi thì góc này nó không mộ khí, thì điều đó về mặt phong thủy đều không được tốt lắm. Cái thứ hai là về cái bàn thờ thần tài thì trước mặt bàn thờ thần tài nên có một cái bát nước và trên nó có thể là có những cánh hoa, bởi vì cái bát nước để trước để nó thiện một cái minh đường tụ thủy, thì khi nó sẽ tụ những cái sinh khí ở trước bàn thờ thì nó sẽ tốt hơn mặt phong thủy. Khi nhìn bàn thờ ở đây thì tôi cũng có nhận thấy là đã có ba chén nước con và một bình hoa cúc, thì không biết là đã đủ để giải đáp những vấn đề mà chuyên gia vừa nói chưa ạ? Về ba chén nước và cái bình hoa cúc thì về nguyên tắc chung của bàn thờ thần tài thì thông thường người ta có 5 chén và xếp thành hình chữ nhất. Thứ hai là nguyên tắc trong bàn thờ thì người ta là đông bình tây quả, tức là khi mà bên tay phải ta nhìn vào thì là phải là để bình hoa, còn bên tay trái như mà từ ngoài nhìn vào thì ta phải để hoa quả. Mà ngoài ra thì đối với bàn thờ thần tài thì thông thường người ta sẽ có đặt ba cái lọ, một cái lọ nước, hai là lọ muối và ba lọ gạo. Ba cái lọ đấy thì đầu năm ta đặt và cuối năm ta thay. Chuyên gia cho tôi hỏi thêm là về bố trí các linh vật trong bàn thờ thần tài như hiện tại đây thì có phù hợp không, cần điều chỉnh như thế nào? Vâng, về cái trên hai cái linh vật mà chúng gia chủ đã trang trí và đặt ở trên cái bàn thần tài thì có con cóc ba chân mà mọi người thường gọi là con thiền thờ và con thì hưu, thì hai con vật đều là con vật chiêu tài trong phong thủy. Thì về cái vị trí đặt thì đúng với nguyên tắc phong thủy, nhưng lưu ý ở đây một điều là trong cái bàn thờ thần tài thì nó phải thiền đủ cái ngũ hành, tức là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thì các cái vật chiêu tài thì cũng phải phù hợp với các cái, tức là cái chất liệu để làm cái vật chiêu tài thì nó phải nằm trong cái ngũ hành đó. Khi mà các hành khác nó thiếu thì lúc đó thì ta sẽ xử lý cái hành của các con linh vật. Xin nhân tiện đây thì cũng hỏi chuyên gia là với một bàn thờ thần tài và bàn thờ gia tiên thông thường thì cái cách sắp xếp và cách đặt thì có gì khác không ạ? Về nguyên tắc thì những cái bố trí và sắp đặt của bàn thờ nói chung là về cơ bản giống nhau, nhưng nó có khác cái bàn thờ gia tiên và bàn thờ thần tài. Tức là bàn thờ thần tài là trong một không gian nhỏ, còn bàn thờ gia tiên là trong một không gian lớn. Và cái hai bàn thờ thần tài thường thường người ta đặt ở tầng trệt, và còn gia tiên thường đặt ở cái phòng trang trọng nhất của gia chủ. Như vậy là chúng ta vừa giải quyết những cái vấn đề về bàn thờ thần tài rồi. Như vậy là các vật phẩm phong thủy trên bàn thờ thần tài thì bác Thắng đã để chuẩn rồi. Chỉ có một số những cái chi tiết nhỏ cần phải thay đổi, như là bát nước hoặc là một số đồ vật để trên này là ta sẽ thay bằng đồ đồng và sẽ chuyển bình hoa sang bên phải và quả thì sang bên trái thôi. Một số những cái vấn đề đấy thì bác Thắng có thể thay đổi được phải không ạ? Và bây giờ thì chuyên gia có thể xem là trong căn phòng này vấn đề phong thủy đã hợp lý chưa? Về cái căn phòng này thì như chúng ta đã phân tích từ khi mà phân tích từ cửa thì chúng ta thấy cái cửa này nó sụp thẳng vào các phòng trong, cái điều đó là cái dẫn khí của nó là đi thẳng, cho nên là tất cả cái khí mà lan tỏa sang cái phía các nhân viên ngồi là sẽ rất ít khí. Vì vậy nó dẫn tình trạng là khi mà cái người làm việc ở đấy thì cái sự tập trung cũng cao độ, và vì vậy để giải quyết vấn đề đó thì chúng ta phải có cái sự điều chỉnh khí trong cái phòng khách này. Trong cái phòng khách này thì còn một cái chúng ta cần phải trao đổi thêm, đó là cái logo của cái viện Gút. Thì cái logo này nằm trên một cái không gian của cái
cái bức tường này thì là tỷ lệ nó quá nhỏ so với cái bức tường mà chúng ta dành để làm logo. Thì trong quang thể nó có cái tỷ lệ, mà cái tỷ lệ này nó phù hợp với cái tỷ lệ kiến trúc, mà cái này là kể cả phương Tây người ta rất hay dùng những cái tỷ lệ đó, thì để đảm bảo được cái sự vĩnh cửu của cái giữa tỷ lệ của cái logo và tỷ lệ này thì chúng ta phải đổi cái tỷ lệ này. Chuyên gia cho tôi biết là nếu muốn đổi thì cái tỷ lệ nó là bao nhiêu so với cái khung của cái bức tường này? Thì cái tỷ lệ này nó phụ thuộc vào cái mục đích chúng ta là đưa ra cái mục đích gì, thì nó từ có thể là tỷ lệ là 1/3, có thể 1/4 hay 1/6 hoặc 3/9, thì mỗi một cái tỷ lệ thì nó đưa đến một cái mục đích khác nhau. Thì theo tùy từng cái mục đích của chúng ta thì sẽ có cái tỷ lệ nó phù hợp. Xin cảm ơn chuyên gia. Trong không gian tầng 1 này thì cháu nhận thấy là bác Thắng đã chia thành hai phần, một bên là phía ngoài này là để tiếp khách, còn ở bên trong là phòng để khám. Thì ở giữa này có một cái không gian trống, thì chuyên gia có đánh giá như nào về vấn đề sắp xếp ở phần giữa này ạ? Vâng, thì trước mặt chúng ta đây là cái tiểu cảnh của gia đình. Thì theo phân kim chúng tôi thì cái khu vực này là cái khu vực chính đông, mà để nhìn ba con cá heo thì rất khỏe cái độ số của chính đông. Chính đông độ số là 3. Và cái thứ hai là chính đông mang tính hành mộc, mà chúng ta để thủy ở đây thì điều nó rất hợp với về mặt phong thủy. Nhưng ở đây nó có một cái điều mà gia chủ cũng cần lưu ý, tức là cái mép bờ mà khi xuống cái bể nước này thì nếu mà khí đi từ ngoài vào thì một phần nó sẽ trôi hết vào cái bể này, và cái phần trôi vào trong cái phòng trong sẽ còn rất ít. Vậy chúng ta phải có cái hóa giải để ngăn bớt cái dòng khí, thì khí lượng khí vào trong phòng trong mới đủ được. Muốn hỏi chuyên gia là cái phương pháp hóa giải nó như thế nào? Thì chúng ta sẽ làm cái G. Muốn làm cái G là G một chất liệu gì, cao khoảng bao nhiêu phân? Cái G đó thì có thể là anh dùng chất liệu chính bằng cái gạch này. Và cái cao thì nó cỡ khoảng được từ 3-5 phân thôi. Chuyên gia cho biết là cái tiểu cảnh, cái bể cảnh này thì nó có hợp với ngôi nhà này không ạ? Vâng, về cái tiểu cảnh mà trang trí trên tường ấy thì về phong thủy thì không có đề gì vi phạm cả. Vâng, cũng có hợp với gia đình. Như vậy là chúng ta vừa xét về vấn đề phong thủy cho tiểu cảnh nhà bác Thắng. Thế còn cầu thang thì chuyên gia nhận định như nào? Về cầu thang thì thứ nhất là hiện nay là cầu thang chạy thẳng xuống cái tiểu cảnh này, thì đấy là về mặt phong thủy cũng là không tốt. Và cái thứ hai là cái hướng cầu thang là quay về hướng chính đông, thì cái điều này là cũng hợp với gia chủ, trên cái hướng cầu thang tốt. Nhưng mà cái khí nó đi vào thì bởi vì như phân tích ban đầu là khí từ cửa vào và nó phân chạy thẳng vào trong, cho nên cái phần khí mà để lên cầu thang thì cũng bị hạn chế. Thế thì cũng phải có những cái cách để là đẩy khí lên trên tầng thì các cái thằng trên mới có vượt khí được. Và phần thứ ba là hai bên cái mép cầu thang thì đều có thẳng tuột, thì cái điều này là về công tác khí là cũng bị trôi khí, trên cái khí đẩy cầu thang nhưng một phần cũng bị lan tỏa sang hai bên, trên cũng bị trôi khí đi. Vậy thì chúng ta phải có những cách hóa giải và chặn bớt cái dòng khí thì cái khí nó mới để lên trên tầng trên được. Tôi muốn hỏi chuyên gia rằng nếu để hóa giải cầu thang này thì nên hóa giải một cách nào? Vâng, thì cách hóa giải đối với cầu thang này thì thứ nhất là gia chủ có thể đặt ở chỗ này một cái chậu cây. Chậu cây. Còn các cái hai bên mép của hai bên cái bậc cầu thang ấy, thì có thể cũng làm cái G để chặn cái chịu chú khí. Cái G này G bằng gỗ? Bằng gỗ, vâng. Nó chỉ cần lên lên trên kia thôi. Vâng, tất cả các bậc mà chỗ nào mà cứ thấy nó trôi đi thì mình phải chặn lại. Thì cái này cái gỗ thì bằng chỉ cỡ khoảng độ 2-3 phân, không cần bằng gỗ, bằng chất gỗ, vâng. Để nó đồng chất liệu. Để hóa giải cái cầu thang này thì theo chuyên gia nói để một cái cây xanh ở đây. Nhưng mà nếu để lên khu vướng tôi có thể chuyển sang bên cạnh đây được không? Về nguyên tắc là anh phải để đúng vị trí này, khi nếu chuyển vị trí này thì cái cây nó không tác dụng. Mà cái cây là cái chậu của nó phải mang tính hình tròn, chứ cái chậu cũng không được mang tính hình vuông hoặc là chữ nhật, bắt buộc nó phải hình tròn thì cái tác dụng để khí lên cầu thang nó mới giải quyết được. Thì còn cái ở chỗ này thì anh chọn cây to cây nhỏ để cho nó tránh nó không chiếm diện tích, thì có thể anh chọn tùy, có thể cây nhỏ, nhưng quan trọng nhất cái chậu nó phải là tính hình tròn. Vừa rồi thì quý vị khán giả vừa được lắng nghe một số những thông tin về phong thủy cho căn phòng khách, đặc biệt là những cái vấn đề để có thể chặn được cái dòng khí lưu thông từ cửa vào, làm nào để có thể nhận được những cái luồng khí tốt nhất. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng lên trên tầng 2 nhà bác Thắng để xem là căn phòng trên những tầng trên thì có điều gì thú vị ạ.
Đây là không gian phòng ngủ của gia đình nhà bác Nguyễn Đình Thắng. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem là chuyên gia phong thủy Đỗ Đức Trụ có nhận định như thế nào về căn phòng này. Vâng, về cái căn phòng ngủ của gia chủ thì như chúng ta thấy cái giường kê vị trí này thì có mấy một số cái vấn đề mà phong thủy là không được tốt. Cái thứ nhất là cái đầu giường cái quay vào cái nhà vệ sinh thì điều đó nó gây một cái hiệu ứng về phong thủy, tức là mà vệ sinh nhà mang tính hành thủy và đầu ta để quay hướng đó thì coi nó hút hành thủy của nó thì con người sống nữa, con người ngủ đấy cũng không được minh bẩn. Và cái thứ hai là đối với các cái vị trí cái không gian trong phòng ngủ đây thì cái tivi thì đặt góc này thì nó cũng hợp với mặt phong thủy. Thì và cái cửa ra vào ra ban công thì ở đây có một cái gờ đã chắn rồi thì về nguyên tắc phong thủy như là cũng phù hợp. Đấy, cho nên là với cái phòng ngủ của gia chủ thì chỉ có phải xoay cái hướng giường ngủ để cho nó phù hợp với nguyên tắc phong thủy thôi. Theo chuyên gia thì bây giờ cái xoay cái phòng ngủ để khắc phục nó thì xoay như thế nào? Đó, khắc phục ra sao? Về cái cách khắc phục khi mà xoay cái giường ngủ này thì có thể là gia chủ có thể thứ nhất là ở cái vị trí tường đây là cái vị trí không được tốt của gia chủ, cho nên nếu mà tay quay cái giường đầu giường ở cái hướng tường này mà trên giường hướng đây thì nó không cái vị trí nó không tốt, để cái hướng này cũng lục xác của anh. Và còn nếu ta quay ở về đây thì đây là cái hướng này nó cũng rất tốt, nhưng đầu giường quay về đây và chân giường quay về cái nhà vệ sinh thì nó là hợp hướng, bởi nó nằm trong cái trục Bắc Nam là rất hợp với anh. Nhưng mà có một cái vấn đề là đầu giường lại sát cái cửa sổ, và chỉ nếu mà bây giờ trong thì bây giờ có làm gia chủ có một là bị cửa sổ, hay là làm có cái gì đó để che cửa sổ đi thì nó sẽ tránh cái hiệu ứng mà đầu giường quay về cửa sổ. Muốn hỏi chuyên gia luôn là vị trí đặt két thì người ta nên đặt như thế nào? Cái vị trí đặt két thì về nguyên tắc đặt két thì có hai cái, một là ta đặt ở cái góc đông nam của phòng, và cái thứ hai là đặt ở góc tài vị của phòng. Thì trong trường hợp đây là đông nam của anh chị sẽ nằm ở bên hướng kia, cho nên ta đặt ở bên kia không hợp, thì đây ta chỉ chọn cái hướng tài vị. Vậy khi mà ta đã kê cái giường và đầu giường đây thì coi là khi két đó anh đặt đúng ở cái vị trí cạnh cái giường quay bắc, mà mặt quay hướng bắc, mà trên cái két này anh nên có một cái quả cầu thủy tinh đỏ và nó tụ khí cho cái tập. Tôi muốn hỏi chuyên gia về cái khu vệ sinh của căn phòng này nó có ảnh hưởng gì không? Về hệ thống cửa ra vào của căn phòng. Về cái nhà vệ sinh của cái phòng này thì nguyên tắc thì là khuyến cáo là không nên đặt nhà vệ sinh ở trong phòng ngủ. Cái nhất là khi mà đặt nhà vệ sinh phòng ngủ, tức là đặt là nó sẽ bị khuyết một cái góc trong phòng ngủ. Mà khuyết góc nào thì sẽ ảnh hưởng đến gia chủ có liên quan đến cái góc đó. Cái thứ hai là nhà vệ sinh đặt trong phòng ngủ thì cái tính cái xú uế của nhà vệ sinh nó sẽ lan tỏa ở trong cái phòng ngủ, và cái phòng ngủ người ta rất cần cái sự yên tĩnh và cái không khí nó trong lành. Thì về phong thủy khuyên cáo là các gia đình không nên xây nhà vệ sinh trong phòng ngủ. Khi mà đối với nhà vệ sinh phòng ngủ thì như nhà anh đây, anh chị đây thì cái nhà vệ sinh nó nằm ở cái góc tây bắc, mà khi mới đặt cái nhà vệ sinh đó trên cái góc phòng ngủ của anh chị nó bị khuyết góc tây bắc. Mà góc tây bắc nó tượng trưng cho quý nhân của chợ, cho tất cả những cái gì đối với khách hàng hay là đối với cấp trên hay tất cả cái gì quý nhân vậy thì nó sinh ra trong đời sống như thế. Vừa rồi thì chúng ta đã được xem căn phòng ngủ của gia đình nhà bác Thắng rồi. Vậy bây giờ bác có muốn chuyên gia Đỗ Đức Trụ tiếp tục xem căn phòng nào nữa không ạ? Mời chuyên gia lên tầng 3 nghiên cứu phòng ngủ các cháu. Đây là căn phòng của ai đấy ạ? Đây là phòng của con gái tôi sinh năm Kỷ Tỵ. Mời chuyên gia xem là cách bố trí giường, tủ, bàn làm việc xem có phù hợp không? Cần điều chỉnh gì ạ? Về cái phòng của cháu nhà anh sinh năm Kỷ Tỵ thì cung phi của cháu là Tốn. Thì thứ nhất là nó cũng cùng cái nhóm đông tướng mệnh với anh, cho nên là các hướng tốt của cháu cũng đều là hướng chính nam, chính đông, chính bắc và hướng đông nam. Thì về cái giường của cháu thì thứ nhất là về phong thủy, mà cái cửa ra vào mà đâm thẳng vào giường thì đấy là một cái điều là không tốt. Thì vậy cái giường này thì phải xoay để cho nó hợp với hướng của cháu thì tốt hơn. Thế còn cái vị trí xoay thì theo chuyên gia nên xoay như thế nào? Vị trí nào là hợp nhất? Về cái vị trí để nó hợp lý trong cái phòng này thì có thể là bây giờ coi là cái bàn học của cháu, về cái bàn học của cháu với cái cháu tuổi Kỷ Tỵ thì cái vị trí văn xương của cháu cũng rộng. Nhưng mà cũng rộng nên nằm ở góc này cho nên là kê cho này không hợp lý thế. Vậy thì ta sẽ chọn một cái trường hợp thứ hai là ta đặt cái bàn làm việc của cháu đặt tại cái cung sinh khí của phòng này.
Vậy thì cung chính khí chính là cái góc kia. Vậy thì ta sẽ đẩy sát cái bàn làm việc vào cái sát chỗ cửa sổ. Sau đó tiếp theo là ta sẽ kê cái giường. Nhưng mà cái giường chúng ta phải quay ngang cái giường và cái đầu giường là ốp vào tường và chân giường bác đào về phía này. Thế còn lại cái hai cái tủ này thì để đâu? Hai cái tủ thì có thể là ta xoay cái tủ chuyển sang cái góc bên này để người ta bố trí. Còn những còn hai cái tủ này có thể là sắp xếp là nó cho hợp lý về mặt thẩm mỹ cũng như là công năng sử dụng thôi. Thế còn và trong thể chỉ yêu cầu là làm thế nào đừng tránh đường sinh khí dẫn vào. Đấy, thì coi nó có gia chủ có thể tùy chọn cái vị trí cho nó phù hợp. Vị trí hay các cái cửa như thế này trong phòng này đã hợp lý chưa? Về vị trí cửa phòng này thì về nguyên tắc phong thủy là hợp lý so với phong thủy, bởi vì cái góc cửa ra ban công kia đấy là góc mộ khí, mà mộ khí đây nó là nơi thoát khí thì nó rất là phù hợp. Thưa quý vị, như đã giới thiệu trong phần đầu của chương trình, ngôi nhà 4 tầng của bác Thắng được chia thành hai không gian. Nếu như tầng 1 thì dành cho khu vực kinh doanh, thì những tầng trên sẽ phục vụ cho công việc sinh hoạt của các thành viên trong gia đình. Và chúng tôi đang có mặt tại tầng 4 của ngôi nhà. Và nơi này thì có phòng khách cũng như là không gian phòng thờ của nhà bác Thắng. Và chúng ta cùng xem là những căn phòng này đã hợp lý hay chưa. Xin mời. Trong phòng thờ này thì cháu thấy bác có đặt hai bàn thờ khác nhau. Vậy bác thờ những ai đấy ạ? Đây là gian thờ gia đình. Đây tôi thờ Đức Thánh Trần Triều. Bàn thờ phía trước mặt bạn là bàn thờ gia tiên. Và tôi muốn nhờ chuyên gia phong thủy xem là cách bố trí cái gian thờ thôi. Như thế các cái bàn thờ đã hợp lý chưa? Cần phải khắc phục hay điều chỉnh cái gì? Vâng, về cái không gian thờ của gia đình thì trong cái tín ngưỡng của người Việt chúng ta thì không gian thờ là cần cái sự yên tĩnh và trang trọng. Thì và dưới cái về góc độ phong thủy thì nó phải quay về hướng tốt của gia chủ. Thì nay là nhìn cái bàn thờ và quay về hướng chính hướng của gia chủ thì hướng chính hướng là tốt của gia chủ, mà khi bàn thờ quay hướng đó thì nói chung là về hướng thì nó đều phù hợp với mặt phong thủy. Nhưng hiện nay nó có cái vấn đề mà phong thủy có là cũng cần xét, tức là cái bàn thờ nó ngay sát cái cửa ra vào, trực diện ngang xương, tức là ngang hông của cái bàn thờ thì điều đó cũng không tốt mặt phong thủy. Cái thứ hai là cái phía đằng sau bàn thờ có một cửa sổ thì đã bịt rồi, nhưng mà lại bịt phía đằng sau thì nó tạo một khoảng trống ở phía đằng sau các hương thì cũng là một cái không tốt phong thủy. Thì còn tất cả những cái điều kiện khác thì bàn thờ cũng đảm bảo tốt được về mặt phong thủy. Nếu như thế bây giờ muốn khắc phục cái cửa kia thì bây giờ theo chuyên gia thì khắc phục như thế nào? Thế là về khắc phục cái cửa kia thì cái nếu để mà khắc phục triệt để thì anh phải chuyển cái cửa sang cái vị trí khác để tránh được cái sự xung xả trực tiếp vào cái phòng thờ. Còn đấy là khắc phục triệt để. Còn nếu vì lý do mà không thể chuyển cửa thì ta phải treo cái rèm để hạn chế bớt cái sự xung xả từ bên ngoài vào. Vị trí đặt các cái bát hương như thế này thì theo chuyên gia thấy đã phù hợp chưa? Về các cái bát hương của bàn thờ gia tiên thông thường là giữa là thờ thần linh. Vâng. Bên tay phải của những người khi chúng ta nhìn vào thì bây giờ cũng là thờ gia tiên. Vâng. Bên tay trái là thờ tiểu cô, thì theo cái bố trí đó thì bàn thờ của gia đình là phù hợp với mặt phong thủy. Về cái bàn thờ này thì còn thiếu một cái hành kim, tức là nguyên tắc bàn thờ thì cũng phải đủ các ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, trong đó thổ thì có là cái tro trong hương mang tính là thổ, còn những cái hoa mang tính là hành mộc, cái nước cúng này mang tính là hành thủy, cái đèn dầu ta thắp kia mang tính hành hỏa. Nhưng hiện tại nhìn trên bàn thờ chúng ta thấy thiếu hành kim, vậy thì để bổ sung hành kim này thì có thể là chúng ta mua những cái cốc bằng kim loại bằng đồng. Được. Và chúng ta bàn thờ cũng nên có mua cái đỉnh. Đấy, để cái đỉnh đó là chúng ta thỉnh thoảng có thể thắp hương trầm hoặc là có cái hương khác, và cái đỉnh nó còn mang tính là tụ khí cho bàn thờ. Đỉnh đây là đỉnh đồng ấy? Bằng đồng. Đỉnh đồng, nhưng mà mình để trước bát hương hay sau bát hương ạ? Để sau bát hương. Vâng. Và có thể là ta thay cái bát hương kia là bằng bát hương đồng, thì có tổng thể cả bồn trên bàn thờ anh nó đều là bát hương đồng. Và hai bên ta có nên có cái sự cân bằng âm dương bàn thờ, tức là có thể ta trang bị hai bên là hai cái cây nến. Vâng, cây nến đồng. Cái đặt nến đồng. Vâng. Và có thể là treo cả những cái hai bên là hai cái con hạc đồng. Cho nó nhìn cái bàn thờ, bởi bàn thờ nhanh này rất rộng. Vâng. Thì ta trang trên kia thì mình có thể đưa câu đối được không? Hoàng phi câu đối. Còn hoàng phi câu đối thì không sao, bạn cho được. Vâng. Chuyên gia đã tham gia đóng góp cho gia đình chúng tôi về bố trí cái bàn thờ. Và chúng tôi sẽ nghiên cứu để bố trí làm sao cho nó hợp lý.
và sắp xếp lại cái vị trí cửa và toàn bộ cái đặt cái vị trí trên bàn thờ sao cho nó phù hợp. Xin cảm ơn chuyên gia. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng xem là khuôn viên sinh hoạt của gia đình nhà bác Thắng được bố trí như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, để tận dụng không gian tầng 4 này thì gia chủ Nguyễn Đình Thắng đã quyết định là kết hợp căn phòng này thành phòng khách cũng như là phòng bếp. Vậy thưa chuyên gia, căn phòng này đã đạt được cái sự hợp lý về vấn đề phong thủy chưa ạ? Về cái phòng này thì về cơ bản thì cũng không có gì sai phạm lớn, chỉ có cái là cái cửa ra ban công ấy thì cũng theo nguyên tắc chung là phải giữ lại khí để cho là các cái khu vực xung quanh thì nếu còn khí cái không bây giờ nó trôi hết ra ngoài thì những cái khu vực các góc ở phía trong là sẽ bị vô khí. Vậy thì cũng giống như các tầng dưới chúng ta sẽ có cái xây cái gờ để chặn khí lại. Chỉ có lưu ý là khi mà ta kê cái bình này này. Đấy, cái bình này xin hỏi anh thì cái bình này bình rỗng hay là bình đặc? Bình này bình đặc. Bình đặc. Bình đặc thì có là tốt nhất anh đặt ở những cái góc. Những cái góc không anh chuyển cái góc kia. Đồng hồ chuyển sang đây. Vâng, đồng hồ chuyển đây. Nếu đấy là bình rỗng thì coi là khi mà nó sẽ hút tất cả những cái là cái tà khí. Khí vào nó sẽ hút. Nhưng bởi nó bình đặc thì mang tính là nó chặn khí cho nên ta phải chuyển vào góc để coi là nó hóa giải. Vâng. Với căn phòng này thì tôi nghĩ là bác Thắng đã quyết định căn phòng này là nơi tập hợp các thành viên trong gia đình sau một ngày đi học cũng như là đi làm về thì mọi người sẽ quây quần trong căn phòng này vừa xem TV, ngồi nói chuyện cũng như là có thể là sau đấy thì dùng bữa. Như chuyên gia vừa nói thì chúng ta không nên đặt cái bàn ăn ở đây. Vậy thì có một cách nào xử lý cho vấn đề này có thể vừa đảm bảo được cái vấn đề về phong thủy vừa làm cho căn phòng nó thêm phần ấm cúng hơn không ạ? Về cách bố trí của cái phòng này thì có thể ta đảo cái vị trí giữa cái bàn ăn này và cái bộ bàn ghế này. Tức là bàn ăn ra vị trí này và bộ bàn ghế vào cái vị trí này. Thì nó sẽ tạo được những cái tốt cho cả. Bác Thắng nghĩ sao về cách giải quyết này ạ? Tôi thấy rằng cái đó có thể gia đình bố trí được cho nó phù hợp. Thưa quý vị, như vậy là sau một thời gian khảo sát phong thủy của ngôi nhà bác Nguyễn Đình Thắng thì chuyên gia phong thủy Đỗ Đức Trụ đã hoàn tất công việc của mình của ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nghe chuyên gia phong thủy tổng kết lại. Vâng, về tất cả những cái gì mà chúng ta làm thời gian vừa qua thì nhất là cái ngôi nhà này là hợp với anh chị về cái hướng và kể cả cái địa thế xung quanh thì nó cũng đều hợp với gia đình. Và các cái bố cục trong căn nhà thì về mặt là công năng sử dụng cũng như là phong thủy cũng tương đối phù hợp. Tuy nhiên nó có một số cái điểm mà anh chị cũng suy nghĩ và tham khảo ý kiến của dưới góc độ của phong thủy mà chúng tôi cũng đã nêu. Thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn chương trình VTC, đài truyền hình Kỹ Cửa Thuật Số và cảm ơn chuyên gia phong thủy Đỗ Đức Trụ đã dành thời gian cho gia đình chúng tôi và chỉ ra những cái được, cái chưa được. Chúng tôi căn cứ đó sẽ tạo điều kiện và tìm một cách khắc phục làm thế nào để cho cái công việc kinh doanh và sinh hoạt gia đình gặp nhiều thuận lợi và có sức khỏe để phục vụ cái cuộc sống gia đình. Xin cảm ơn chương trình và cảm ơn chuyên gia. Chúng tôi cũng xin thay mặt chương trình Phong Thủy cảm ơn bác Nguyễn Đình Thắng đã hỗ trợ chương trình thành công tốt đẹp ngày hôm nay. Và cũng xin cảm ơn chuyên gia Phong Thủy Đỗ Đức Trụ đã đồng hành cùng với chương trình. Và với những thông tin mà chúng tôi đem đến trong chương trình ngày hôm nay, hy vọng đã giải đáp những băn khoăn, những thắc mắc trong ngôi nhà của quý vị. Và đặc biệt là đối với những căn nhà mang tính đa năng, vừa phục vụ cho vấn đề kinh doanh, vừa là ngôi nhà chung cho các thành viên trong gia đình, trong công việc sinh hoạt. Và đến đây thì thời gian của chương trình Phong Thủy cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.